Chào các bạn Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc một cái mẫu ly cà phê xinh xắn như thế này Ly màu đỏ này thì mình trang trí họa tiết cà phê đen Còn ly màu trắng thì mình trang trí họa tiết cà phê sữa Chính giữa này các bạn cũng có thể trang trí những họa tiết khác ha Sai này thì mình sẽ hướng dẫn để các bạn có thể làm móc gắn chìa khóa Hoặc là những bạn nào thích đọc lạ thì có thể tăng size cho mẫu ly của mình Khi tăng size thì mình có nhiều diện tích hơn Các bạn có thể khâu cho mình tên của quán cà phê hoặc là các kế họa tiết khác ha ta cũng có thể thay đổi màu để trang trí cho nhiều không gian khác nhau đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo lên qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn móc đơn đầu tiên mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy có được 7 mũi rồi thì nắm sợi lên ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đó một mũi giờ để ta kết thúc vòng đầu móc lên một mũi móc xích vòng đầu tiên hoàn tất tạo ra 7 chân móc cho vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc vòng đầu ha. Móc vào đó hai mũi móc đơn. Làm tương tự cho 6 chân còn lại nè. Chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ tư tương tự, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ 5 móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ 6 móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ 7 là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn. Ta sẽ có được tổng cộng là 14 mũi móc đơn cho vòng móc thứ hai ha. Kết thúc nè, để kết thúc các bạn móc vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi giờ để ta kết thúc. Nhưng lưu ý nè, để cho cái vòng tròn của mình nó không có bị điểm G khi mình kết thúc vòng á các bạn kết thúc sẽ kéo cho mình căng cái sợi len ra làm sao cho cái mũi móc nó sát với đầu kim nè sau đó mình sẽ di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên kéo căng cái sợi len ra ha cho cái mũi nó sát vào móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích làm như vậy thì sẽ giúp cho cái điểm kết thúc mỗi vòng nó không có bị hở nhiều ha đến vòng móc thứ ba Vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Một mũi móc đơn nè, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc cụm móc cuối cùng là cụm thứ bảy cũng móc ở hai cái chân cuối cùng ha khi hoàn tất được cái vòng này mình sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc như thế này tăng được 7 mũi nè kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên nhớ là kéo căng cái sợi len ra ha móc lên một xích thì ba vòng móc này của mình hoàn tất tạo ra cái đáy ly ở bên dưới ha đối với những bạn nào mà thích tăng size á thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình ở hàng kế tiếp mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi còn lúc này á cái kích thước của mình nó đã đủ ở phía dưới rồi thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân bên trên ha để móc phần thân bên trên mũi đầu tiên thay vì mình móc vào chân móc các bạn sẽ không móc vào cái chân móc đầu tiên như bình thường mà mình sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào cái chân móc đầu tiên đó sau đó mình đâm ngang qua cái chân móc thứ hai đây đâm như thế này ha mình sẽ chỉ lại nè không đâm kim từ trên xuống mà đâm từ dưới lên cái chân móc đầu tiên này mũi móc đơn đầu tiên sẽ đâm kim vào chân đầu tiên ha từ dưới lên trên nè sau đó đâm ngang qua cái chân thứ hai móc vào đây một mũi móc đơn Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai mình sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc thứ hai. Vào chân móc thứ hai và đâm ngang qua chân móc thứ ba. Móc vào mũi móc đơn thứ hai. Làm tương tự cho các chân còn lại ha. Mũi thứ ba thì đâm kim từ dưới lên trên vào chân thứ ba, đâm ngang qua chân thứ tư. Móc vào mũi móc đơn. Mũi thứ tư thì đâm kim vào chân thứ tư. Đâm từ dưới lên trên nè. Sau đó đâm ngang qua chân kế bên, móc vào một mũi móc đơn. Nó sẽ tạo cho mình được một cái phần đáy như thế này ha. Các bạn cứ làm tương tự cho các chân móc còn lại nè. Tương tự cho mình cho đến hết vòng. Đối với cái mũi móc cuối cùng á, mình sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng. Chân móc cuối cùng đây ha, đâm kim vào chân cuối cùng và đâm kim vào cái chân của mũi dời ta kết thúc vòng thứ ba ở phần đáy. Là chân sát bên luôn nè. Sau đó đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Đây, như vậy là ta sẽ có được cái phần đáy ly như thế này. Đối với cái phần đáy ly này nè, những bạn nào mà sợ mình sai mũi á thì các bạn sẽ đếm cho mình cái vòng thứ ba của phần đáy mình có bao nhiêu mũi. Thì vòng thứ ba đó mình có 21 mũi sẽ tạo ra 21 mũi móc cho cái vòng thứ tư này ha. Tiếp theo đến cái vòng móc kế tiếp nè. Vòng móc kế tiếp thì mình tiếp tục tăng size cho cái phần đáy ly của mình nó rộng ra hơn. Thì để tăng size mình sẽ dựa vào hàng móc tăng size cuối cùng của phần đáy. Là cái hàng móc thứ ba nè, Hàng móc thứ ba của mình có một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc. Hàng tiếp theo mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi. Ở đây mình có một mũi thì bây giờ các bạn móc cho mình hai mũi mỗi chân. Khi có được hai mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có được tổng cộng là 7 cụm móc như thế này ha. Hai mũi mỗi chân nè. Sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai. Cụm móc thứ bảy cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng ha. Hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân ở chân cuối cùng. Kết thúc được 7 cái cụm móc như thế này rồi, mình hoàn tất được vòng này. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này, móc một mũi dời. Nhớ là kéo căng sợi len ra ha. Móc lên một mũi móc xích. Hàng kế tiếp tiếp tục tăng size cho mình ở phần đáy ly. Phần đáy ly của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi nè. Hàng kế tiếp tiếp tục tăng size ha. Thì cách tăng size các bạn cũng tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Ở đây mình có hai mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình ba mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân ha. Tăng tịnh tiến tí cái số mũi lẻ nè. Mình có ba mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc. Thì như vậy là ở đây mình sẽ có được cụm móc như thế này. 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ có được 7 cụm như thế này ha. 3 mũi mỗi chân nè. Sau đó là hai mũi cùng chân móc. Khi móc đến cái cụm thứ 7 thì cụm cuối cùng cũng là cụm thứ 7, cũng móc ở bốn cái chân móc cuối cùng ha. Kết thúc tiếp tục đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ kéo căng sợi len nè, sát mũi, lên một xích. Hàng kế tiếp cũng tiếp tục tăng mũi cho mình nè. Thì các bạn để ý nè, để cho cái phần ly của mình nó cân bằng hơn á thì cái vòng đáy phía dưới mình tăng bao nhiêu hàng thì cái vòng thân trên mình sẽ tăng lên bấy nhiêu hàng. Thì cái phần đáy của mình có tăng lên 3 hàng móc. 3 hàng móc tính luôn vòng tròn đầu tiên ha. Thì bây giờ các bạn sẽ tăng cho mình 3 hàng ở cái phần thân này. Thì hàng tiếp theo tăng mũi mình cũng tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi tiếp ha. Mình sẽ có 4 mũi mỗi chân nè, thay vì là 3 mũi mỗi chân như hàng phía dưới ha. Mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Được 4 mũi tăng tịnh tiến lên đồi chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc. Sau đó móc cho đến hết vòng, ta được 7 cụm. Sau khi móc đến hết vòng rồi, vòng phía dưới mình tăng 3 vòng, Thân trên này mình tăng 3 vòng và cách nhau là một hàng tạo cái đáy ha. Thì nó đã có được cái độ rộng như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân của ly nè. Thì phần thân của ly các bạn không cần phải tăng mũi nữa. Mình cứ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được. Cứ móc đều cho mình ha, không cần phải tăng cũng không cần giảm. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó mình sẽ thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa Và các bạn sẽ canh chỉnh làm sao cho cái chiều cao này nó tương thích với cái thân ly của mình là được ha Thì mình có thể dựa vào cái hàng mình tăng bên dưới nè Ở đây mình có 3 mũi tăng cho cái hàng bên dưới rồi Thì các bạn có thể móc hơn cho mình 2 cho đến 3 hàng móc tùy vào size ha Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 5 hàng đều không tăng mũi nè. Cái phần thân ly của mình nó đã có được một cái độ cao như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ viền thêm một hàng nữa để tạo cái điểm nhấn cho phần miệng của ly. Các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len này ra và khoan cắt len ha. Mình sẽ thay màu nè. Đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau. Đẩy cho mình cái chùm len mà mình vừa có ở đây ra bên ha. Để ý nè, ở phía sau của cái chùm len này nè. Đây, phía sau nó là cái chân của mũi dời kết thúc cái vòng cuối cùng ở thân ly. Thì mình sẽ đâm kim vào chân mũi dời đó ha phía phía sau nè, đâm kim vào đây, kéo hết cho mình các cái sợi len màu trắng qua một bên hả, kéo sợi len màu nâu qua, móc lên một mũi móc xích, sau đó lần lượt đâm kim vào các cái chân móc, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn hả, các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Khi móc thì mình sẽ giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc luôn ha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Khi đã móc đến cuối vòng thì cái chùm len màu trắng này các bạn khoan hãy nói đến ha, đưa nó vào bên trong nè. Kết thúc cái vòng màu viền này nè, mình sẽ đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len ta sẽ hoàn thành được một cái hàng viền cho phần miệng ly rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc lên cái phần thân trên nè. Thì trước khi móc lên cái phần thân trên các bạn sẽ móc cho mình cái họa tiết ở bên trong. Những bạn nào mà phối cà phê đen thì có thể phối cho mình màu nâu đen ha, hoặc là phối cà phê sữa thì phối cho mình cái màu nâu sữa. Ở đây mình đã móc sẵn 3 vòng nè. 3 vòng này nó sẽ tương đương với cách móc của cái phần đáy ở phía dưới. Nhưng khác với cái phần thân ly, phần đáy mình có thêm một hàng để mình tạo đáy nè. Còn lúc này các bạn sẽ không cần phải có một hàng này mà mình sẽ tăng dần luôn. Tức là mình sẽ móc liên tiếp các cái hàng tăng mũi và tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ. Nhưng khi mà mình tăng tịnh tiến theo cái công thức này á, thì các cái mũi mà mình móc hai mũi cùng chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau. Đối với những bạn nào mà móc sai to á thì khi mà mình móc như vậy á, các cái mũi mà mình móc hai mũi cùng chân móc nó chồng lên nhau, nó sẽ tạo ra những cái góc. Để giúp cho cái phần thân ly nó không có bị góc á thì khi các bạn móc cho mình tăng tịnh tiến nè. Đối với những hàng nào mà có cái cụm móc mà mũi móc đơn là số chẵn á. Đây ví dụ như hàng này mình có nè. Một mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân móc. Hàng kế tiếp là hai mũi móc đơn mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì hai mũi móc đơn mỗi chân đó là số chẵn nè các bạn sẽ chia cho mình chia đô nó ra tức là mình sẽ đưa cái hai mũi cùng chân này vào chính giữa đây mình sẽ làm ví dụ cho các bạn xem nè các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên là một mũi móc đơn trước chân tiếp theo là hai mũi móc đơn cùng chân móc sau đó chân kế tiếp là một mũi móc đơn ta sẽ có được cụm móc như thế này ha đây thì các bạn để ý nè, lúc này mình có hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân, nhưng mà cái mũi cùng chân nó sẽ nằm chính giữa của hai mũi đó ha. Nó sẽ giúp cho các cái điểm mà mình móc hai mũi cùng chân nó nằm xéo nhau cho nó không chồng lên nhau nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Ta cũng có được bảy cụm như thế này ha. Một mũi mỗi chân nè, tiếp tục là hai mũi cùng chân. Và tiếp tục là một mũi mỗi chân. Ta cũng có được cụm thứ hai ha. tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi kết thúc được cái vòng móc thứ tư này rồi, thì lúc này các bạn sẽ để ý mình sẽ không có bị cái gắt cái góc ha. Hàng kế tiếp thì mình sẽ móc đúng theo công thức, tức là mình tăng cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên thêm một mũi. Ở đây mình có hai mũi mỗi chân thì hàng kế tiếp sẽ là 3 mũi mỗi chân. Thì cái mũi mỗi chân mà là số lẻ thì mình móc đúng theo công thức ha. Móc cho mình 3 mũi mỗi chân. sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc như thế này móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng thì hàng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lên ha do cái phần thân ly của mình tăng 6 hàng cho nên cái phần à, à, vị ở bên trong nó cũng tăng 6 hàng ha thì hàng kế tiếp này cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lên nè và cái số mũi móc đơn của mình lúc này sẽ là 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân các bạn sẽ chia đôi bốn đó ra mình sẽ có hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân và tiếp tục là hai mũi mỗi chân như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha lúc này mình cũng có nè hai mũi mỗi chân, hai mũi cùng chân và hai mũi mỗi chân ta cũng có được bốn mũi mỗi chân xen hai cùng chân nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Và những bạn nào muốn tăng size thì tiếp tục móc xen kẽ cho mình các cái hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ rộng bằng với cái phần thân ly là được. Thì sau khi đã hoàn tất được 6 hàng móc tăng mũi rồi ta có được cái số vòng cuối cùng nè. Cái số mũi của vòng cuối cùng bằng với cái phần miệng ly rồi ha. Bây giờ mình sẽ nẹp lại Và mình cũng đưa cái mặt phải của cái phần vị ở bên trong nè Mình đưa lên trên ha, mình sẽ nẹp theo cái hướng như thế này Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc mũi dời ở phía sau của cái sợi len thừa Phần viền viền của miệng ly ha Kéo cái nút này nè, cái nút của sợi len màu trắng á, kéo lại Sau đó kéo cái nút này qua chân móc mũi dời đó Móc lên một buổi móc xích thì lúc này mình sẽ nẹp lại nè, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, đồng thời đâm kim vào chân của mũi móc đơn cuối cùng ở cái phần vị nè. Mình đâm kim vào hai chân móc song song tương ứng với nhau như thế này. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục chân thứ hai. Chân kế bên các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Chân thứ hai phần miệng ly và chân thứ hai của phần vị nè hai chân móc song song móc vào mũi móc đơn tiếp tục chân thứ ba nè chân thứ tư nè cứ viên tương tự cho mình như vậy cho đến hết mình sẽ nẹp lại được ha khi móc đến đâu thì các bạn nhớ dấu len thừa nhé hai chân móc song song nè móc vào mũi móc đơn sau khi mình đã nẹp đến các cái mũi móc gần cuối cùng rồi còn một khoảng trống này nè thì để cho cái phần thân ly của mình nó cứng cáp các bạn sẽ nhồi cho mình gòn vào bên trong nhồi một đoạn gòn vừa phải rồi nè phần thân ly của mình nó đã đứng phong rồi ha thì bây giờ mình sẽ viền lại cho đến hết cái phần vị này Sau khi viên đến cuối vòng thì kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Nhớ ha kéo chặt cái sợi len lại nhé. Móc lên một mũi móc xích. Hàng kế tiếp tiếp tục tăng cho cái phần miệng ly của mình nó cao lên. Móc cho mình thêm một hàng đều ha. Cho cái phần miệng ly cao lên nè. Thì mình cũng móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Và để cho cái phần miệng ly của mình khi sử dụng lâu dài nó không có bị giãn, mình sẽ móc một hàng viền mũi dời giúp cho cố định lại được mũi móc ha. Các bạn cứ đâm kim lần lượt cho mình vào các chân móc, mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời nè. Giờ dần dần cho mình cho đến chân cuối cùng ha. Sau khi dời đến chân móc cuối cùng thì cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi dời đầu tiên á, đâm kim vào cái đường nằm chính giữa của mũi dời này, móc vào tiếp một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len của mình lúc này nó đang nằm ở phía ngoài. Các bạn dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chính giữa của mũi dời kế bên. Kéo cái sợi len thừa này qua cái chân móc này, sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần thân ly xinh xắn như thế này ha sai này mình sẽ sử dụng để làm móc khóa nè tiếp tục mình sẽ tạo cái phần quai ở bên hông ha phần quai ở bên hông sử dụng cho mình màu của ly luôn nè Tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Từ đây móc lên một dây móc xích làm sao cho nó có đủ cái độ dài để mình có thể tạo cái độ cong cho cái phần quai ha Size này thì mình sẽ móc tổng cộng là 14 mũi móc xích Bạn lưu ý cho mình nè, khi các bạn móc cái mũi móc xích đầu tiên á, mình sẽ móc lỏng tay chứ đừng có móc chật tay để móc lỏng tay này thì các bạn sẽ kéo dài cho mình cái mũi khi mà mình vừa móc lên kim kéo dài lên nè sau đó mình sẽ kéo len qua cái chân móc này tiếp tục nè kéo len qua rồi thì kéo dài cái mũi móc lên tiếp tục kéo len qua mũi thứ ba nè kéo dài mũi thứ tư kéo dài mũi lên ha. sau đó tiếp tục mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7, mũi thứ 8, mũi thứ 9, mũi thứ 10, mũi móc thứ 11, 12, 13, 34. Khi có được 14 mũi tạo ra được độ dài của cái phần vai rồi ha, thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích để cho hai đầu móc của mình nó giống nhau thì thay vì móc vào cái chân móc như thế này thì các bạn sẽ lật cho mình cái hàng mũi móc xích này ra nè đây là phía trước ha thì phía sau của nó nè nó có một cái đường nằm đây một cái đường nằm ngang như thế này nè mình sẽ đâm kim lần lượt vào các cái đường này ha thì chân đầu tiên nè móc vào đây mũi móc đơn đầu tiên tiếp tục chân thứ hai cũng móc mũi móc đơn và cũng đâm vào cái đường nằm ngang này ha móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối khi đã móc được đến cái chân móc cuối cùng thì các bạn để ý nè ở cái đầu mũi đơn này là cái mũi nó sẽ như thế này tạo hình chữ v nè thì cái đầu còn lại nó cũng tạo hình chữ v ha giúp cho hai đầu của mình nó giống nhau tạo được độ dày giống nhau nè từ đây tiếp tục móc lên một xích sau đó mình đâm kim vào cái chân của cái mũi mà ta tạo đầu tiên móc vào đó một mũi dời và mình lần lượt đâm kim vào các chân móc kế tiếp mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời để mình viền lại cái hàng viền này ha móc tương tự cho mình cho đến hết Sau khi móc được đến chân móc cuối cùng thì từ đây tiếp tục kéo dài cái mũi móc ra và di chuyển kim qua cái đầu còn lại. Móc vào cái chân đầu tiên một mũi dời. Lúc này mình cũng lần lượt đâm kim vào các cái chân móc kế bên ha, mỗi chân cứ móc một mũi dời cho đến cuối vòng. Khi mình viền cái hàng mũi dời này nó sẽ giúp cho cái phần vai của mình nó cứng cáp hơn ha. viền được đến cuối rồi thì móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len lưu ý cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài kéo cái sợi len qua nè sợi len thừa này thì các bạn sẽ giấu vào trong mũi móc sau đó mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu để khâu được cái phần quai này nè các bạn sẽ khâu cho mình để cái mặt mà mình sử dụng mũi á, để lên trên để ra phía ngoài nè mình sẽ khâu ở cái đường mà mình kết thúc mỗi vòng ở cái phần thân ly ha đây đặt một cái chiều này trước khâu cho mình một đầu theo chiều này thì cách khâu các bạn làm tương tự giống như mình khâu vé cũng được ha sau khi đã khâu được một đầu rồi các bạn sẽ tạo cho mình một guốc để cố định lại cái được khâu này cái guốc các bạn sẽ guốc thật mạnh lại ha đâm kim vào trong luôn xuống phía dưới luôn đến cái điểm song song với cái sợi dây quai này mình sẽ đẩy cái sợi dây quai xuống nè và mình sẽ khâu cái đầu còn lại ha theo cái chiều này Khi khâu hoàn tất rồi thì tạo một guốc Guốc thật mạnh lại ha, cho cái đường guốc của mình nó nhỏ nè Nó không có bị lộ ra bên ngoài Và tiến hành giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc Ta sẽ hoàn tất được cái phần thân ly như thế này. Thì mẫu ly mà mình đang hướng dẫn là mẫu ly cà phê sữa cho nên mình sẽ trang trí thêm một cái họa tiết ở bên trong ha Thì mình sẽ móc một cái họa tiết trái tim nhỏ bên trong nè Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc luôn cái họa tiết này Sử dụng sợi len màu trắng tạo một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên 4 mũi móc xích 1, 2, 3 và 4 sau đó mình sẽ móc hai mũi kép đôi liên tiếp vào cái vòng tròn đầu tiên này thì mũi kép đôi các bạn sẽ lấy lên cho mình hai vòng lên trên kim sau đó đâm kim vào vòng tròn ta tạo đầu tiên kéo lên qua cái vòng tròn lúc này trên kim nó sẽ có bốn đường móc các bạn lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba ta được một mũi kép đôi ha bằng với chiều cao của bốn mũi xích nè thì tiếp tục móc mũi kép đôi thứ hai lấy lên hai vòng nè đâm kim vào vòng tròn kéo lên kéo qua hai chân lần thứ nhất qua hai chân lần thứ hai và qua hai chân lần thứ ba khi được hai mũi kép đôi rồi tiếp tục móc hai mũi kép đơn vào vòng tròn này thì mũi kép đơn ta cứ lấy lên một một lần lên kim thôi ha mũi thứ hai nè được hai mũi kép đơn rồi tiếp tục móc cho mình hai mũi nửa kép để hạ cái độ cao của mũi móc sau đó sẽ là một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn rồi từ đây móc lên hai mũi móc xích. Ta đâm kim vào cái chân của mũi móc xích thứ hai, mũi móc xích đầu tiên á là xét cái mũi móc đơn này nè. Đường nằm ngang ha. Móc vào đây một mũi dời. Sau đó từ đây mình sẽ làm ngược lại với các cái mũi mà mình tạo đầu tiên ở đây, tức là mình sẽ có một mũi móc đơn hai mũi nửa kép mũi thứ nhất mũi thứ hai sau đó sẽ là hai mũi kép đơn mũi thứ nhất mũi thứ hai tiếp tục là hai mũi kép đôi mũi kép đôi thì cứ lấy lên hai vòng lên kim đâm kim kéo lên lần lượt qua hai chân trên kim cho đến hết tiếp tục mũi kép đôi thứ hai sau đó kết thúc móc lên 4 mũi móc xích. Đâm kim vào vòng tròn ta tạo đầu tiên và móc vào đó một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào vòng tròn, kéo cái sợi len thừa ra phía sau. Cuốc thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại và giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc, ta sẽ có được một cái họa tiết trái tim nhỏ như thế này ha. Các bạn có thể dùng kim khâu mình sẽ khâu cố định cái họa tiết này vào chính giữa của cái phần vị ly ha. Sau khi đã gắn cho mình hoàn tất được vị vào chính giữa của ly rồi nè, ta sẽ có được một cái mẫu ly xinh xắn như thế này. Sai này thì các bạn có thể dùng những cái khoen nhỏ để mình làm móc gắn chìa khóa cũng được ha. Hoặc là những bạn nào thích thì cũng có thể tăng size. Khi tăng size thì mình sẽ có nhiều diện tích hơn cho phần thân ly nè. Mình có thể dùng kim và khâu tên của quán cà phê hoặc là tên tùy thích để mình có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn móc một cái mẫu ly xinh xắn như thế này. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công.